Tập 11. Alo, xin chào. Xin hỏi bác sĩ Kim có đó không? Là tiểu thư Shichiko à? Cô tìm bác sĩ Kim? Đúng. Anh ấy ở văn phòng của tôi. Cô chờ chút nha. Alo, tiểu thư Shichiko, anh Thâm Thủy, đã làm phiền anh. Tôi gọi mấy cuộc đến văn phòng của anh đều không có ở đó. Tôi bèn đoán có thể anh ở cùng với Lâm tiểu thư, nên mạo muội gọi điện thoại đến. Có phải thất lễ lắm không? Không đâu, không đâu. Tôi vừa nghe thấy giọng của tiểu thư thì chất giả cả ngày đều tan biến. Tác phẩm cấm qua lần trước từng nhắc với anh, nếu anh còn không đến thì sẽ héo mất, nên tôi muốn mời anh đến Thâm Thủy một chuyến. Đúng, lâu lắm rồi không tập cấm qua, quên gần hết tay nghề cấm qua mà cô đã dạy. Được rồi, được rồi, cô xem ngày nào có thể dạy lại cho tôi. Tất nhiên, tốt quá. Vậy đến lúc đó chúng ta gặp lại. Quyết định như vậy. Tạm biệt. Sau này ở văn phòng của tôi đừng nói chuyện ghê tởm như vậy. Nhìn đi. Bây giờ người Nhật bố trí canh gác 24/7 ở khắp mọi nơi. Đừng nói là xuống tầng hầm, cho dù là trên mặt đất cũng có vô số cặp mắt đang theo dõi chúng ta. Vì vậy tôi nghĩ đào đường hầm thông minh. Tất nhiên. Nhưng mà lối ra vào là lỗ thông gió. Tầng hầm của bệnh viện Tồn Vinh là một mê cung. Phòng thông gió nằm ở tầng hầm thứ nhất, là trung tâm của cả hệ thống thông gió, nơi có ống thông gió to nhất, có thể cho phép một người đứng thẳng đi qua. Nếu như chúng ta có thể ở căn phòng đang bỏ quan làm một con đường thông với phòng thông gió, thì có thể đi thẳng vào phòng thông gió rồi đi vào mê cung. Ai vậy? Lý Linh. Vào đi. Sao vậy? Chủ nhiệm Lâm có ca cấp cứu, mời cô đến. Được. Mọi người đều ở đây à? Gần đây cứ có người hỏi tại sao lại có nhiều lính gác. Đó là do đặc sứ của Thiên Hoàng đến chỗ chúng ta thị sát. Với lại nghe nói đội du kích đang rầm rộ. Bệnh viện của chúng ta là nơi quan trọng, nhất định phải tăng cường bảo vệ. Tôi sẽ nói với mọi người về chuyện này trong cuộc họp. Các cô cậu cũng có thể nói với nhau tin này. Mọi người làm việc đi. Dân. Anh Thâm Thủy, đưa kéo cho tôi. Anh nhìn cái gì? Nhìn cô. Cắm qua. Có đẹp không? Rất đẹp. Cấm qua bắt nguồn từ Trung Quốc. Người theo Phật giáo dùng để cúng bái. Chuyên tâm cấm qua có thể khiến lòng người thanh tịnh. Người Nhật chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc, phát triển, phát huy việc cấm qua. Tốt quá, cảm thấy rất kỳ diệu. Tác phẩm của tôi, nếu anh không chê, thì hãy mang về chưng ở văn phòng. Tôi vô cùng thích. Mạo muội hỏi cô một câu, tiểu thư Shichiko thích trẻ con đến như vậy, có nghĩ đến việc sinh một đứa không? Tôi rất thích trẻ con.
Tất nhiên, mong có một ngày có thể có con của mình, sống cuộc sống chăm lo chồng con. Nhưng mà bây giờ đang ở Trung Quốc xa xôi, không biết nên suy nghĩ chuyện này làm sao nữa. Anh Tâm Thủy thích một cô gái như thế nào? Tiểu thư Shizuko biết tôi là con người thế nào không? Cô có biết họ bàn tán sau lưng tôi như thế nào không? Ở đế quốc, đàn ông đi xã giao là chuyện bình thường. Nếu về nhà quá sớm, không đi uống rượu, thì có nghĩa là anh ta không được hoan nghênh, tượng trưng cho sự thất bại. Anh Thâm Thủy là người đàn ông thành công. Nghe tiểu thư nói như vậy, tôi ở bên ngoài, lông bông như thế, hình như là rất hợp lý. Cành hoa này hình như không phù hợp. Anh Thâm Thủy, chọn một đóa hoa giúp tôi đi, để tôi nhìn xem. Đại cước, đại cước, qua đây, qua đây. Chuyện gì? Đào tới đâu rồi? Được 5 mét. Cố lên. Được, mau lên, mau lên. Tiên sinh, tiên sinh, có người. Viện trưởng, ông tới rồi sao? Thâm Thủy, vất vả quá. Không vất vả, dù sao tôi cũng rảnh, nhiều thời gian, xem như là chơi, phục vụ mọi người. Không phải là bốn công nhân sao? Sao chỉ còn hai người? Là như vậy, hai người đó đi đổ rác cho công trình, chút nữa sẽ về. Viện trưởng, để tôi giới thiệu sơ lược. Chúng tôi chuẩn bị ở bên kia để một cái tủ lạnh sản xuất tại Mỹ. Đến chừng đó, đồ ăn có thể để vào trong, có thể lúc nào cũng tươi ngon. Còn ở bên này, sẽ dựng bàn nấu ăn của Nhật. Đến chừng đó, khi cần, viện trưởng đích thân tới chỉ đạo. Ý tưởng rất là hay. Về rồi kìa. Tốt lắm. Tôi còn ca phẫu thuật, anh làm tiếp đi. Vất vả rồi. Viện trưởng, hẹn gặp lại. Viện trưởng, hôm nay sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa cho phòng thí nghiệm. Nguyên liệu trong tháng này sẽ rất dư giả. Anh Nobu vất vả quá. Dường như tôi nghe thấy hai người họ nói trong vòng một tuần sẽ có 100 Maruta được đưa đến. Mang ý khúc gỗ là sao? Chắc là nguyên liệu thí nghiệm. Không biết khu trưởng đại nhân đã nói về nguyên liệu thí nghiệm gì vậy? Chắc Bạch Đại Di từng nhắc với anh, đó là nguyên liệu thí nghiệm để nghiên cứu về thực phẩm đế quốc. Tôi luôn rất tò mò, tại sao những thí nghiệm như vậy phải tiến hành dưới tầng hầm? Trên mặt đất, dù sao cũng là bệnh viện, thực phẩm vẫn nên tách khỏi môi trường bệnh viện. Khu trưởng đại nhân, tôi học y, tôi cũng muốn xuống tầng hầm xem sao. Chuyện này liên quan đến quân sự đế quốc. Kim tiên sinh, tốt nhất đừng tới gần. Như vậy à? Tôi tùy tiện nói như vậy thôi. Nào, uống rượu. Tôi cảm thấy có thể đưa Kim tiên sinh xuống dưới. Dù sao, đây cũng là bệnh viện tốt nhất khu Hoa Đông Trung Quốc. Chút nữa chúng ta ăn xong thì chúng ta cùng nhau đi tham quan.
Các vị ăn ngon miệng chứ? Tôi thấy thịt bò hình như không đủ. Tôi đi chuẩn bị thêm. Nước tương cũng không phong phú. Tôi xem có thể thêm gì nữa không. Chờ chút. Viện trưởng, tại sao lại cho Kim Thâm Thủy xuống dưới chứ? Vì để dập tắt nghi ngờ trong lòng của anh ta. Sisuko, cô cũng phải đi. Tôi sao? Cô phải đi. Tôi đã nói rồi, không được. Nhu nhược. Nghe tôi nói, chúng tôi hiện nghi ngờ người Nhật đang tiến hành việc liên quan đến vi khuẩn, nhưng mà chúng tôi không có bằng chứng. Nếu cô cho nổ anh đào cát, rất có thể sẽ hủy diệt cả trấn. Tôi cũng hận người Nhật, nên chúng tôi có một kế hoạch rất lớn, lớn mạnh hơn việc cô cho nổ anh đào cát. Ai vậy? Tiểu thư Shizuko. Anh Thâm Thủy. Sao hai người lại ở đây? Tôi đến tìm cô ấy để tìm nước chấm. Thế à? Vậy mau về ngồi ăn chung đi. Được. Mở cửa. Đây là chỗ chúng tôi thí nghiệm. Đều là nguyên liệu thí nghiệm của chúng tôi. Chúng ta có thể rời khỏi đây không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đúng. Tiểu thư Shizuko cảm thấy khó chịu rồi. Hay là chúng ta mau rời khỏi đây. Mấy con chuột bạch đúng là thế. Trên cơ thể luôn có mùi ammonia. Nhiều lúc ngửi sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nào, ăn trái táo đi. Ở đây à? Không cần, không cần đâu. Rất là ngọt. Mọi người ngủ ngon. Tôi còn phải tới văn phòng lấy đồ, sau đó phải đến công trường một chuyến. Chúc ngủ ngon. Kim Thâm Thủy không ngờ văn phòng thí nghiệm của Nhật trước giờ không biết lối vào lại có thể dễ dàng rộng mở cho anh vào. Nhưng mà trực giác mách bảo anh chuyện không hề đơn giản. Cả tuần nay đã là lần thứ ba có xe không mở đèn âm thầm chạy vào. Xe không mở đèn à? Vậy xem ra hàng quá trên đó rất thần bí. Tôi nghi ngờ là người. Người à? Đúng. Tôi đã quan sát độ cao của xe.
Tôi từng nghĩ đến có thể là chuột, nhưng mà dựa theo thể tích của cái thùng thì dù chất đầy chuột trong đó cũng không cao tới như vậy. Anh nói xem, chiếc xe nặng như vậy, nếu không phải người thì là cái gì? Liệu có phải hàng hóa gì khác? Tôi cũng từng nghĩ, nhưng mà tốc độ vận chuyển của họ rất nhanh. Anh thấy còn có khả năng gì khác không? Hóa ra là vậy. À phải, dạo này cô có ngửi được mùi hôi gì không? Từ bên trong ống khói thổi qua. Có. Không biết họ đang đốt cái gì. Hy vọng không phải là người. Alo, cô còn ở đó à? Tôi vẫn luôn thấy lo cho anh. Người Nhật giết người rồi. Tôi đã ghi lại tên của họ. Ngày mai cô đến bệnh viện xem có phải bệnh nhân của bệnh viện không. Tôi đã xem qua. Trong tuần vừa rồi, bệnh viện không có bệnh nhân nào chết cả. Thế cũng có nghĩa là người bị giết không đến từ bệnh viện. Đúng vậy. Vậy từ đâu đến chứ? Từ đâu đến à? Thâm Thủy, tìm tôi có chuyện gì? Là như vậy viện trưởng. Hôm qua sau khi mọi người đi, tôi lại đến công trường xem tình hình. Đột nhiên tôi phát hiện ống khói bốc khói, với lại còn có một mùi rất là khó ngửi. Tôi cảm thấy như vậy không ổn cho lắm. Rất có thể sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của mọi người. Là như vậy. Hôm qua xuất hiện một ca bệnh truyền nhiễm. Dựa theo quy định của Bộ Y tế, với ca bệnh tử vong do bệnh truyền nhiễm thì thi thể phải quả táng để tránh dịch bệnh lây lan. Rất có lý. Thiêu bằng lửa nhiệt độ cao chắc là cách an toàn và hiệu quả nhất. Thâm Thủy, anh rất quan tâm tới bệnh viện. Đúng là tấm gương tốt. Viện trưởng quá khen. Tôi cảm thấy còn có một cách tốt hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể phát cho mọi người xem phim tài liệu. Thế thì vừa có thể dập tắt tin đồn, còn có thể khiến nhân viên y tế và bệnh nhân có thể làm việc và sinh sống tại đây tốt hơn. Mọi chuyện cụ thể anh làm đi. Trong phòng tài liệu có bản sao lưu từ Nhật, có thể chiếu cho mọi người xem. Vâng, tôi hiểu. Khốn kiếp. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tối hôm qua, ai ra lệnh xử lý thi thể? Là tôi. Khi đó, chúng tôi đang kiểm tra dưới tầng hầm, nên không báo cho ông biết.
mùi xác cháy đã bốc lên từ ống khói, bay khắp cả sân. May mà trong phòng thì không rõ cho lắm. Xin lỗi, do tôi suy nghĩ không chu đáo. Kim Thâm Thủy có phản ứng gì với tầng hầm không? Tất cả đều bình thường. Gần đây Thâm Thủy biểu hiện rất tốt, đã xem bệnh viện như nhà của mình. Anh ta muốn làm gì thì cứ hết mình ủng hộ. Anh ta muốn tu sửa nhãn thì để cho anh ta tu sửa. Anh ta đề xuất ý kiến hợp lý gì có thể tiếp nhận thì tiếp nhận. Để Shizuko ở cạnh anh ta nhiều hơn. Chẳng phải các anh nghi ngờ anh ta à? Tìm hiểu thêm từ phía Shizuko, đừng lãng phí mối quan hệ của họ. Đã hiểu. Bên trên gửi mật báo đến, sắp có tài liệu về Kim Thâm Thủy. Nói thế thì tài liệu ông nghi ngờ Kim Thâm Thủy có phải người Trùng Khánh hay không sắp được công bố à? Mời vào. Là tiểu thư Shizuko. Anh Thâm Thủy, chào buổi sáng. Tiểu thư Shizuko, hoa đẹp quá. Sáng dậy mới hái, chính là do cảm thấy tươi tắn lại xinh đẹp nên mang tới riêng cho anh một bó. Vất vả cho cô. Nhãn của anh tu sửa tới đâu rồi? Rất thuận lợi. Hay tôi đưa cô đi xem? Được chứ. Mời. Anh Kim. Nào nào nào, mọi người dừng lại. Mọi người vất vả quá. Đây là quà tôi mang đến, mọi người hãy nhận đi. Đây là điểm tâm của Tokyo. Cầm đi. Cảm ơn. Đây. Tiểu thư, khi đó chúng tôi sẽ đặt một cái tủ lạnh ở bên đó. Cô xem, mấy công nhân này lúc nào cũng vụng về hết. Có sao không? Không sao, ngày nào cũng vậy. Vậy đi tiểu thư à, chúng ta đi ra ngoài thì hơn. Ở đây có rất nhiều bụi, sẽ hơi khó chịu. Mời. Hôm đó Shizuko mời tôi đến trường mẫu giáo, nhưng mà tôi cảm thấy những đứa trẻ ở đó đều không giống người Nhật. Nhưng mà cụ thể thì tôi không thể giải thích. Khả năng quan sát của cô không giống người khác. Tôi vẫn luôn chờ có người nói với tôi chuyện này. Sao vậy? Người Nhật là chủng người Đông Á. Thân hình của họ thấp bé, vai hẹp, nhất là chân của họ dễ mang hình chữ X, với lại hông to, mắt cũng dẹp, mắt rất nhỏ. Cô có phát hiện những đứa trẻ này ngoại trừ con gái của Bạch Đại Di, vì con bé là con lai nên có đặc trưng ngoại hình của người Nhật. Còn những đứa trẻ khác thật ra chỉ là nhìn thì giống người Nhật, nhưng mà là người Trung Quốc. Cô Shizuko, đừng để ngã, mau lên đi. Cô ơi, đừng đánh tôi. Mấy đứa chơi ngựa gỗ có vui không? Vui. Nào, Sadako qua đây, để cô chải tóc lại cho con. Tóc của con đẹp quá đi. Cảm ơn cô. Có thích cô tắt bím cho không? Dạ thích. Cô ơi, tóc đẹp quá. Có phải đẹp lắm không? Sadako, cậu đẹp quá đi. Được rồi, đi chơi đi. Nhưng theo lời của Shizuko, cô ấy bảo cha mẹ ruột của những đứa trẻ này đều là liệt sĩ vì nước. Đều là họ nói thôi. Thật ra, tình hình thật sự không phải như vậy. Theo tôi phân tích thì những đứa trẻ này chủ yếu là con cái của đồng bào gặp nạn trong thảm sát Nam Kinh. Khi xảy ra vụ thảm sát, những đứa trẻ này hoặc là trẻ sơ sinh còn quấn tã, lớn nhất cũng có thể chỉ có 1-2 tuổi, nên chúng chẳng hề có ký ức. Trải qua 5-6 năm sau khi hoàn toàn bị tẩy não thì nhìn vào đúng là người Nhật. Anh không đùa chứ?
Sao có thể đùa được? Chỉ là tôi không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Có lẽ là để nghiên cứu có thể nuôi dưỡng trẻ con Trung Quốc thành tư duy Nhật Bản hay không. Ăn hoành thánh đi. Được. Ông chủ, cho hai chén hoành thánh. Có ngay, ngồi đi. Sao anh không tự nhiên chút nào vậy? Anh chưa từng ra ngoài với phụ nữ à? Tôi cảm thấy có một người phụ nữ nhất định rất muốn ra ngoài ăn cơm với anh. Anh không muốn biết là ai à? Đã lâu lắm rồi anh không hẹn Shizuko. Anh phải duy trì liên hệ với cô ấy. Không thể có việc thì mới tìm cô ấy. Sao cô biết chứ? Cô có thấy hoa cắm trên bàn tôi không? Mỗi ngày đều khác. Đó là Shizuko tự tay cắm. Sao tôi cảm thấy Lý Linh cũng có ý với anh? Nếu cô ấy có ý với anh thật thì tôi có thể tác hợp cho hai người. Nói bậy cái gì vậy? Sao lại là nói bậy? Hai người trai đơn gái chiếc, người chưa cưới, người chưa gả, đúng là một cặp trời sinh. Cô có thể đừng có nói chuyện tôi không muốn nghe được không? Tôi cảm thấy anh có thể giả vờ với Shizuko rồi yêu thật với Lý Linh. Tất nhiên, bây giờ hai người chỉ có thể là bí mật, không thể công khai. Để đến khi sau này cách mạng thành công, rồi anh hẳn quang minh chính đại. Sao hôm nay cô nói nhiều quá vậy? Tôi quan tâm anh thôi. Tôi mong anh đừng làm nhà sư khổ hạnh. Anh có thể hòa hợp cuộc sống và công việc. Tay trái có thể cầm dao, tay phải là phụ nữ. Để máu tươi và hoa hồng cùng nở rộ. Cô nói cái gì vậy? Hoàn toàn chẳng biết. Thôi thôi thôi, tôi không thèm nói nhảm với cô. Bên cạnh chúng ta luôn có người theo dõi. Tôi biết, nên anh phải đối xử tốt với tôi. À phải, vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Không sao rồi. Thế thì tốt. Suốt ngày sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi, cả người tôi sắp nổi mốc. Tôi muốn ra chiến trường, sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Sống không sợ chết, chết không hối tiếc. Anh nói xem, chúng ta không phải quốc dân đảng, cũng không phải đảng cộng sản, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta đang ở tiền tuyến, với lại là tiền tuyến trong tiền tuyến, sống trên lưỡi dao. Cô có thể nói tôi biết đảng cộng sản là gì không? Tôi không biết nói sao nữa. Tôi cảm thấy đảng cộng sản chính là không tham ô, không hủ bại. Cô xem, lãnh đạo của họ đều là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không giống đám khốn kiếp ở quốc dân đảng, có sự khác biệt rõ rệt. Thâm Thủy,
Bây giờ là lúc đất nước lâm nguy. Chúng ta sống những ngày tháng liếm máu trên dao. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Ông chủ, có thể nhanh một chút không? À, được, có ngay. Nào, xem vụ đi. Ông nội, có khỏe hơn chưa? Sao lại ho rồi? Nội không sao, khỏe hơn rồi. Ông chủ, sao vậy? Không sao chứ, ông chủ. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ. Ghi chép sản phẩm thí nghiệm số 26, thí nghiệm quá trình lây lan các cơ quan của cơ thể nhiễm vi khuẩn bệnh dịch hạch 6 tiếng. Từ từ thôi, nào. Lên. Lão đại đâu? Ở dưới. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Sao rồi? Anh không sao chứ? Lão đại. Nào. Tôi bảo cậu đào được một đoạn thì lấy cái bừa chống lên. Cậu không chịu nghe. Lão đại, anh không sao thì tốt rồi. Còn chưa kịp chống lên. Đợi đến khi cậu làm thì tôi mất mạng luôn. Không xong rồi lão đại. Nếu để người Nhật biết thì phải làm sao đây? Kim tiên sinh. Không phải, sao vậy? Ban nãy chúng tôi ở trong đường hầm đang đào thì đùng một phát sập xuống. Suýt chút nữa tôi cũng mất mạng. Đúng ngay đoạn ở sân sau. Đoạn đó rất dễ bị người Nhật phát hiện. Tiên sinh à, anh mau nghĩ cách đi. Nếu để họ phát hiện thì mạng chúng ta chẳng còn đâu. Đúng. Vậy đi. Sau khi tôi đi, mọi người làm sập bức tường này để thu hút sự chú ý. Được. Được, tôi đi nha. Mau lên, đừng có ngồi nữa. Mau đẩy tường xuống. Kim đại phu, anh có thể rèn thói quen gõ cửa hay không? Chị Lý, sao vậy? Có lẽ là diễn tập. Hết cả hồn. Một đại phu làm công trình cái gì chứ? Giờ có chuyện rồi. Alo. Ngồi im. Để anh ấy vào.
Viện trưởng, sao vậy? Câu này anh phải trả lời mới đúng. Tôi sao? Sao vậy? Vào trong xem thử. Đi thôi, Kim tiên sinh. Đứng lên, đi. Bác sĩ Kim, vậy là sao? Cái này nhìn là biết nhiều năm không tu sửa. Ông xem, tường nát cả rồi. Cũng may không có ai bị thương. À, nói đi, là sao? Chuyện này tôi không biết gì hết. Không phải tại tôi. Khi đó tôi đứng ở góc tường đi tè. Tôi không biết đi tè lại có thể làm sập tường. Ngu xuẩn. Sở trưởng à, chúng tôi bác sĩ Kim, anh nói tôi phải nói anh làm sao đây? Anh như vậy có phải là tắc trách không? Phụ trách một công trình nhỏ như vậy mà lại làm cho ầm ĩ cả lên. Tôi phục anh sát đất. Sở trưởng Tần à, tôi quan hơn Đậu Nga luôn. Khi xảy ra chuyện, tôi ở chỗ của anh. Chúng ta ở chung với nhau. Dù là tắc trách thì cũng có công lao của anh Tần. Thôi, hai chúng ta đừng nói qua nói lại. Thời buổi bây giờ kiếm miếng cơm rất khó khăn. Đi đi, thôi thôi. Kiếm miếng cơm, tôi biết là kiếm miếng cơm. Nhưng mà cơm của người Nhật đâu có dễ kiếm chứ. Thôi, tôi đi. Lần sau đừng có như vậy nữa. Tôi xin cảm ơn anh trước. Anh nói xem, tôi phải nói cái gì bây giờ? Anh nói dối cũng không biết nói dối. Đi tè cũng sập tường à? Tôi chưa từng nói dối. Nhưng mà đã giải quyết xong, không sao thì tốt. Giải quyết xong là được rồi. Xong rồi, mau lên. Lắp lại. Làm cho đàng hoàng một chút. Mau lên, mau lên. Nghiêm túc một chút đi. Để lộ là chết. Cứu mạng, cứu mạng. Lão đại, phía trước có người nhiễm bệnh. Mau lên, đi vòng đi. Đừng chạm vào anh ta. Tiên sinh, bận quá nhỉ? Chơi gái trị bệnh còn giám sát công trình. Tôi cũng là bận dớ dẫn. À phải, hôm nay có tin gì lớn không? Quân đội đế quốc chúng tôi vừa mới ra quân thì giành chiến thắng lớn chỉ trong chớp mắt. Như vậy thì đáng chúc mừng. Nhưng mà tờ báo bị ngược. Thế sao?
Đi, đi, trưởng quan. Chúng tôi là đội bảo an trấn Chu thật mà. Đi, trưởng quan. Anh cũng phải kiểm tra sức khỏe. Đi. Ban nãy là sao vậy? Không sao, công trình bị sập. Đã giải quyết. Thế thì tốt, kẻ địch không nghi ngờ đấy chứ. An toàn trót lọt. Chút nữa tôi sẽ nói hết cho cô. Cẩn thận. Hai tên quân ngụy ban nãy là sao vậy? Tôi cũng không rõ. Chắc là đào binh. Đào binh. Nói gì vậy? Đừng nói nữa. Hôm nay là ngày lao động nghỉ dụng, phải làm tốt các biểu ngữ trên phố. Các bộ phận đều phải cử người đi. Các cô cậu, ai đi? Tôi đi nha. Các cô cậu phải tích cực tham gia mới được. Lưu viện trưởng trung thành với đế quốc quá nhỉ. Ngay cả việc ra phố tuyên truyền, phát biểu ngữ cũng đích thân mình ra tay. Tôi cảm thấy hổ thẹn quá đi. Vì để ủng hộ sự nghiệp của đế quốc Nhật Bản, tôi đã quyết định liên tục 3 ngày đến anh đào cát chơi cho đã. Anh, hai người mau lên đi.